Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay: tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại để bảo vệ kết quả phòng chống dịch; Thanh Hóa tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện thủy vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tăng nhẹ trở lại tại một số tỉnh, thành phố. Trong khi đó, vaccine COVID-19 sau khoảng từ 4 đến 6 tháng thì sẽ giảm hiệu quả. Người đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn có thể bị tái nhiễm, miễn dịch sẽ giảm dần. Vì vậy, để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, Hội đồng Tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra kết luận tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 vaccine COVID-19 cho các đối tượng sau: người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Vaccine sử dụng là vaccine mRNA do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3, khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 sẽ trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Việc tiêm mũi nhắc lại là rất cần thiết để phòng bệnh. Nếu không may nhiễm thì bệnh sẽ nhẹ, hệ thống y tế không bị quá tải, giảm thấp nhất ca nặng, hạn chế ca tử vong. Vì vậy, người dân cần đi tiêm đúng lịch, đủ liều. Trên thế giới, nhiều nước đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người dân. Hơn 80% quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và một số quốc gia đã tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, phạm vi triển khai trên quy mô toàn tỉnh bắt đầu từ tháng 6 năm 2022 và tiến độ tiêm chủng nhanh nhất, hạn chế tối đa tỷ lệ chậm mũi, bỏ mũi. Đối tượng tiêm là trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều cơ bản. Vaccine sử dụng là vaccine của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng tiêm là 0,3 ml, khoảng cách ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. Việc triển khai tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng tại tất cả các cơ sở thực hiện tiêm chủng. Sử dụng vaccine đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo tỷ lệ bao phủ tối đa và công khai minh bạch, tiếp cận công bằng cho các đối tượng được tiêm. Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xử trí tại chỗ các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng, các huyện, thị xã, thành phố bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vận chuyển cấp cứu, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, thường trực tại các điểm tiêm chủng, sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Thanh Hóa đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỷ lệ người mắc và tử vong trên tổng số ca mắc thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch, Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và tiêm nhắc lại cho các nhóm đối tượng. Thị xã Nghi Sơn có địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên giao thương với các tỉnh, thành phố khác và cả người nước ngoài. Nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục xâm nhập, lây lan là rất lớn. Để củng cố duy trì miễn dịch cộng đồng, thị xã Nghi Sơn đã rà soát, lập danh sách gần 70.000 người từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 trên toàn thị xã. Đến nay đã có hơn 15.000 người được tiêm mũi nhắc lại lần 2. Từ nay đến hết tháng 7 năm 2022, thị xã Nghi Sơn sẽ tiêm cho hơn 50.000 người còn lại sau khi các trường hợp này đủ điều kiện. Thị xã thời gian qua đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo ở mức cao nhất cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Chúng tôi giao cho chỉ tiêu cho các xã phường phải tập trung tuyên truyền để nhân dân thực hiện để làm sao nó đạt cái tiến độ đề ra. Khi mà phân bổ vaccine đến đâu thì chúng tôi tổ chức ngay đến đó và giao trách nhiệm cụ thể cho ngành y tế, các xã phường tổ chức các điểm tiêm phù hợp. Từ đầu tháng 6 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên đến nay, mới có 40.000
trên tổng số hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 trên địa bàn tỉnh thấp có nguyên nhân do số người mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng còn nhiều. Bên cạnh đó, khá đông người dân cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát và đã mắc COVID-19, có tâm lý chủ quan, không muốn tiêm phòng nhắc lại. Đây sẽ là nguy cơ khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Trong vấn đề tiêm chủng mà chúng ta không được nhắc lại thường xuyên thì cái nguy cơ cái hiệu giá kháng thể trong con người cho mỗi người nó giảm xuống, rồi trong cộng đồng nó cũng giảm xuống thì dịch rất dễ bùng quay lại. Đấy là cái mà chúng ta phải tuyên truyền cho toàn bộ nhân dân hiểu được cái giá trị của vaccine và cái ý nghĩa của vaccine khi phải tiêm nhắc lại và để toàn dân thực hiện để phòng chống dịch một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Virus SARS-CoV-2 liên tục có nhiều biến chủng, không thể lường trước được mức độ nguy hiểm. Do đó, tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch, hạn chế những ảnh hưởng hậu quả của dịch bệnh. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm công dân để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng từ người này sang người khác. Đa số trường hợp bệnh nhân đều tự hồi phục khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi bệnh nhân diễn tiến thành thể sốt xuất huyết nặng có biến chứng, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết diễn tiến qua 3 giai đoạn sau. Giai đoạn sốt thường từ ngày 1 đến ngày 4 của bệnh, trong đó sốt cao liên tục, uống thuốc hạ sốt có giảm nhưng sau đó sốt trở lại. Ngoài ra người bệnh có thể có các triệu chứng khác như đau đầu, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn nôn. Đa số trường hợp bệnh sẽ tự thuyên giảm sau 5 ngày và bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn sau 1 tuần. Tuy nhiên, có một tỷ lệ bệnh nhân chuyển sang giai đoạn nguy kịch. Giai đoạn nguy kịch thường từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh, tính từ khi bắt đầu sốt. Trong giai đoạn này, người bệnh hạ sốt đột ngột, đây là dấu hiệu dễ gây nhầm lẫn là đã hết bệnh, tay chân lạnh, ly bì. Cảm giác đau bụng nhiều, liên tục, nhất là tại vùng dưới sườn bên phải, nôn ói, tiểu ít, xuất hiện các triệu chứng chảy máu ở nhiều nơi. Một số trường hợp bệnh nhân xuất hiện viêm cơ tim, tổn thương gan nặng, biến chứng tổn thương đa phủ tạng và có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong. Giai đoạn này, người bệnh cần được nhập viện theo dõi, điều trị tích cực. Nếu được điều trị kịp thời tích cực và đúng phương pháp thì bệnh nhân sẽ chuyển qua giai đoạn phục hồi. Giai đoạn phục hồi thường sau ngày 7 của bệnh. Phần lớn các trường hợp sốt xuất huyết có thể được điều trị ngoại trú và tái khám theo dõi hàng ngày tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời. Trong quá trình điều trị ngoại trú, bệnh nhân cần tái khám và làm xét nghiệm máu hàng ngày. Đặc biệt, cần theo dõi nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng thì phải nhập viện điều trị nội trú. Những ngày gần đây, số lượng trẻ nhập viện điều trị có sự gia tăng đột biến. Các chuyên gia y tế cảnh báo, với nền nhiệt độ cao như hiện nay là điều kiện cho các loại virus phát triển, trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm các bệnh về viêm đường hô hấp. Các bệnh về viêm đường hô hấp ở trẻ thường mắc trong đợt nắng nóng như viêm họng, viêm phế quản cấp. Triệu chứng ban đầu hay gặp ở trẻ là ho, ho khan, ho có đờm kèm theo sốt cao, có thể co giật. Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời tiết nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung đủ cả lượng và chất, uống nhiều nước. Đặc biệt cần vệ sinh kỹ răng miệng, mũi họng cẩn thận để tránh nhiễm trùng cho trẻ, qua đó phòng tránh được các bệnh viêm đường hô hấp trên và dưới. Bên cạnh đó, cha mẹ cần bổ sung cho trẻ vitamin C cũng như các vitamin nhóm B, hạn chế cho trẻ ra ngoài khi nhiệt độ lên quá cao, nên mặc những trang phục đủ thoáng mát, chú ý chống nắng khi ra ngoài, vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, trong lành và an toàn cho trẻ khi vui chơi. Nếu sử dụng điều hòa, cũng không nên để nhiệt độ quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến trẻ em. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám xử lý kịp thời. Thưa quý vị, những ngày gần đây trên địa bàn Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng. Tất cả các địa phương đều có nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp 4 tới cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình trên, các địa phương đơn vị có liên quan và người dân đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thành phố Thanh Hóa có 160 hectare rừng thông, thảm thực bì dày, rất dễ bắt lửa. Trong đợt cao điểm nắng nóng này, thành phố có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm.
lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các chủ rừng, xã, phường tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày, tuần tra phát dọn, giảm vật liệu cháy dưới tán rừng. Trong những ngày nắng nóng như này, thì chính gia đình tôi cũng có rừng. Và cái trách nhiệm của gia đình là lớn hơn bà con anh em, nhưng cũng động viên bà con anh em là phòng cháy chữa cháy. Có cái hiện tượng như thế nào thì phải báo ngay cho là coi như là các anh kiểm lâm. Các anh kiểm lâm cũng đến thường xuyên, coi như đến nhắc nhở các hộ xung quanh đồi núi để bảo vệ rừng cho tốt. Những ngày qua, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương chủ rừng, rà soát, tu sửa, bảo dưỡng, bổ sung máy móc, dụng cụ chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng và chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cấp thiết. Đặc biệt, các địa phương có rừng trồng thông nhiều như thị xã Nghi Sơn, huyện Hà Trung, thành phố Thanh Hóa đã tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa, theo dõi diễn biến rừng qua hệ thống camera giám sát, lực lượng trực cháy và nguồn tin báo của người dân để sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra. Ban quản lý rừng hộ Nghi Sơn đã thực hiện và triển khai quy chế phối hợp với 16 xã phường có cái diện tích rừng liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp trong phương án đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, thị xã phê duyệt, và đồng thời là tiến hành thực hiện các cái giải pháp lâm sinh như là xây dựng các đường băng cản lửa và thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, công tác phòng cháy là chủ đạo, mà chữa cháy phải kịp thời. Chúng tôi tập trung vào một số cái việc. Một là tập trung vào làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy rừng. Thứ hai nữa là tập trung vào để mà chỉ đạo làm giảm cái vật liệu cháy, tập trung vào làm tốt cái công tác tuần tra trực gác, chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ. Đó là gì? Đó là lực lượng tại chỗ, đó là phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ để mà sẵn sàng trong công tác phòng cũng là chữa cháy rừng khi mà có chuyện xảy ra. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết có thể sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt, khô hạn có thể kéo dài, gió Lào thường xuyên xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Do vậy, các sở ban ngành, đơn vị địa phương và người dân cần xác định nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng là trọng tâm, tiếp tục triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ để phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả. Xin được tiếp tục chương trình Thanh Hóa ngày mới với những thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo báo cáo dự báo kinh tế toàn cầu mới công bố, năm 2022, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 6,5% nhờ tốc độ phục hồi khá nhanh so với các quốc gia khác. Việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ quý 4 năm 2021 cho đến quý 1 năm nay đã thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch nội địa, từ đó hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ du lịch hồi phục đáng kể. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong năm nay sẽ đẩy mạnh nhu cầu về xây dựng và nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục duy trì năng lực xuất khẩu tích cực. Dù chịu áp lực lạm phát gia tăng, ngân hàng UOB của Singapore dự đoán tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm nay ở mức 3,7%, thấp hơn mức mục tiêu 4% của ngân hàng nhà nước. Theo đại diện UOB, Việt Nam là nước tự cung cấp phần lớn lương thực thực phẩm, không bị phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này giúp cho áp lực tăng giá lương thực đối với chỉ số CPI của Việt Nam ở mức vừa phải. Thứ hai là đối với mặt hàng xăng dầu, đây là mặt hàng không thả nổi giá hoàn toàn theo biến động giá trên thế giới mà được kiểm soát giá chặt chẽ ở Việt Nam. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 211,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu gần 112 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế ở hầu hết lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện thoại, máy vi tính, máy móc thiết bị, giày dép. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 99,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 2,57 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó cá ngừ tăng trưởng 59%, mức cao nhất đạt hơn 462 triệu đô la Mỹ, cua ghẹ, giáp xác, khác và mực bạch tuộc tăng lần lượt là 47% và 28%. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, mặc dù ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid từ Trung Quốc, nhưng sức tiêu thụ hải sản vẫn tăng cao. Ngoài Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Pháp là những thị trường tiêu thụ sản phẩm cua ghẹ chính của Việt Nam, chiếm hơn 91% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thiếu nguồn nguyên liệu hải sản để chế biến xuất khẩu tiếp tục là bài toán khó với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 5 của Việt Nam. Những tháng đầu năm, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 8,95% lên 9,6%. Theo đó, 5 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 50,6 nghìn tấn, trị giá gần 125 triệu đô la Mỹ. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 2.470 đô la Mỹ một tấn, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện chuyển đổi số, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa đã đầu tư ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó hướng tới xây dựng ngân hàng số, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng và đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, mọi dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, viện phí, các giao dịch chuyển tiền, gửi tiết kiệm, mua bán hàng hóa đều được thực hiện dễ dàng mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng ngân hàng điện tử Agribank e-mobile banking. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số của Agribank Thanh Hóa. Đến nay, ngân hàng đã có hơn 360.000 khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng liên tục ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm tăng tốc độ thanh toán, gia tăng tiện ích ngân hàng điện tử như thanh toán qua mã Việt QR, kết nối thanh toán online giữa ngân hàng với các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều các giải pháp thanh toán không sử dụng tiền mặt, trong đó có các hình thức thanh toán như là chuyển khoản, QR code, thanh toán qua thẻ sử dụng POS của ngân hàng Agribank tích hợp với hệ thống quản lý bệnh viện HIT. Việc này thì đã giúp cho bệnh viện đơn giản hóa được các thủ tục thanh toán phục vụ bệnh nhân tốt hơn, giảm bớt các rủi ro khi giao dịch bằng tiền mặt, giảm chi phí, nhân lực, giúp bệnh viện quản trị hiệu quả hơn. Khi mà có cái mã này thì khách hàng quẹt thẻ phát là chuyển hàng rất là nhanh và tiện lợi, mà nó mang tính chất chuyên nghiệp hơn thì khách hàng thử thích thú hơn. Về phía cửa hàng thì thấy cái quản lý cái dòng tiền nó ổn định hơn, nó mang cái tính chất chính xác hơn. Cùng với việc phát triển ngân hàng điện tử, Agribank Thanh Hóa cũng chú trọng đưa vào hoạt động hệ thống ngân hàng số Outbank nhằm khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện số hóa khách hàng, số hóa các hoạt động nội bộ, quản trị nhân sự, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao độ chính xác trong hoạt động giao dịch ngân hàng. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái việc phối hợp kết nối thanh toán với các đơn vị cung ứng dịch vụ công, đầu tư các cái trang thiết bị phục vụ cho cái việc thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng, như là đầu tư trang thiết bị hệ thống máy gửi rút tiền ATM, hệ thống chấp nhận thanh toán qua POS hay là các cái điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR code, và triển khai các chương trình khuyến mại để miễn phí mở loại thẻ của ngân hàng, miễn phí sử dụng các dịch vụ thanh toán để mà thúc đẩy cái chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số, các sản phẩm dịch vụ của Agribank Thanh Hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 6 tháng năm 2022, lượng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử của Agribank Thanh Hóa đạt trên 300.000 giao dịch với doanh số khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, ngân hàng cũng phát hành hơn 260.000 thẻ ngân hàng, hơn 360.000 khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành văn bản số 2598 ngày 23 tháng 6 năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Trong đó, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng như đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh nguyện vọng, xác nhận nhập học, cụ thể như sau. Trước 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2022, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến 17 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2022, thí sinh, trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước, sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập, học bạ, cấp trung học phổ thông trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy cô có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp trung học phổ thông để sửa sai nếu có. Từ ngày 12 tháng 7 năm 2022 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp hay còn gọi là thí sinh tự do nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống, phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2022 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 21 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2022, thí sinh phải xác nhận số lượng,
thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2022 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2022, công bố điểm chuẩn đại học năm 2022 và kết quả xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nhằm hạn chế nguy cơ tử vong do đuối nước và rèn luyện sức khỏe cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực đẩy mạnh mở các lớp hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ. Đây là lớp học bơi dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do thị đoàn Bìm Sơn tổ chức. Sau khi biết bơi, những học sinh này sẽ tiếp tục được học những kỹ năng xử lý khi xảy ra đuối nước. Các lớp học như thế này được mở từ đầu tháng 6, ngay khi học sinh được nghỉ hè, và liên tục được bổ sung những lớp mới cho học sinh có nhu cầu. Có thể nói, đây là lớp học rất bổ ích, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía nhân dân trên địa bàn. Bởi Bìm Sơn là địa phương có nhiều ao hồ, sông suối, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Dịp hè đấy, các cháu không chỗ bơi thì đoàn thanh niên mở lớp dạy bơi miễn phí. Nhờ thế mà con tôi hy vọng có mùa hè này sẽ biết bơi. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân bổ cho bể bơi di động, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp để tổ chức lớp bơi miễn phí cho 35 em học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Thì mô hình bể bơi này sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn duy trì định kỳ hàng năm để tạo cho các em sân chơi bổ ích, thiết thực, lành mạnh trong mỗi mùa hè. Theo kế hoạch, hè năm 2022, Trung ương đoàn sẽ xây dựng bể bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em tại 15 tỉnh thành phố, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng, trao tặng bể bơi thông minh cho các trường học và địa phương, phục vụ việc dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em. Với kế hoạch này, mùa hè năm nay, tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi tại các địa phương gồm thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, Bỉm Sơn và hai huyện Thường Xuân, Thọ Xuân. Bên cạnh đó, tại các địa phương còn lại, đoàn thanh niên đã chủ động kêu gọi, phối hợp với các cá nhân, tổ chức xã hội mở các lớp dạy bơi với học phí thấp cho trẻ em. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dạy bơi miễn phí. Ban chấp hành đoàn phường Đông Thọ đã phối hợp cùng với trường trung học cơ sở Đông Thọ và chủ đầu tư bể bơi để tổ chức các lớp học bơi tự nguyện cho đối tượng trẻ em, và đặc biệt là đã tổ chức được một lớp học bơi miễn phí cho đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lớp này thì đã tổ chức được 10 buổi và đối tượng trẻ em là tổng rà soát trên địa bàn phường là được 18 trẻ em. Khóa học này thì kéo dài 30 buổi. Từ đầu tháng 6 đến nay thì toàn tỉnh đã có 6 lớp dạy bơi cho khoảng 350 trẻ em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh để tham gia vào cái lớp dạy bơi này với những cái nội dung như là tập huấn cho dạy cho trẻ cái kỹ năng sinh tồn ở dưới nước và tập huấn cho các bạn cán bộ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên trong cái việc là hỗ trợ cứu đuối khi mà xảy ra các cái tai nạn trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống cho trẻ em khi bị tai nạn đuối nước, tổ chức dạy bơi, học bơi miễn phí cho hơn 5.000 trẻ em. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất nhỏ so với gần 940.000 trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh, mà trong đó mới có khoảng 50% trẻ biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tai nạn đuối nước vẫn là nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong cho trẻ em. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể, thì quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm giám sát từ phía mỗi gia đình để bảo vệ trẻ an toàn trước các nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Công an Thanh Hóa về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, hiện nay song song với việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tàu thuyền hoạt động trên các tuyến sông kênh, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chở hàng hóa, quá mớm nước an toàn, bến thủy nội địa không phép. Hiện nay, đội cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa
được giao đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên 8 tuyến sông kênh. Thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát đường thủy xác định sông Mã và sông Chu là hai tuyến sông trọng điểm khá phức tạp do địa bàn trải dài, trong khi dọc hai bên bờ sông có nhiều các mỏ khai thác cát, bãi tập kết và bến thủy nội địa có đông lưu lượng tàu thuyền hoạt động, di chuyển trên sông. Vì vậy, ngày 20 tháng 6, đội cảnh sát đường thủy đã huy động cán bộ chiến sĩ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm, trong đó tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm như tàu thuyền chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn. Bước đầu là thực hiện việc là tuyên truyền đến các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện trên các tuyến và trọng điểm là tuyến sông Mã và tuyến sông Chu, và qua đó là tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính và tập trung vào các cái nhóm lỗi hành vi là trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó trọng điểm là lỗi chở hàng hóa có vạch dấu mớn nước an toàn, cái lỗi mở bến thủy nội địa không phép và không đăng ký đăng kiểm phương tiện không bằng chứng chỉ chuyên môn. Thời gian thực hiện cao điểm sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9. Theo đó, đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý tàu thuyền vi phạm chở hàng quá vạch mớn nước an toàn, giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, khó khăn của lực lượng cảnh sát đường thủy hiện nay là trong quá trình dừng tàu thuyền để kiểm tra, một số các chủ tàu đã không xuất trình giấy chứng nhận đăng kiểm. Do đó, dù biết rõ phương tiện vận chuyển quá tải, quá vạch mớm nước nhưng rất khó có căn cứ để xử lý lỗi quá tải. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.